À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc an vị đạo Phật. À, chúng ta đang à, lập một đạo tràng ba mà đạo tràng ba này những đức à, để tu cái từ khóa lễ sáu à, chữ. Nam mô Di Đà Phật. Giống như mình có hai cái đạo tràng niệm bốn chữ những người niệm bốn chữ quen nhá nhưng cũng có những người người ta quen niệm sáu chữ nên chúng ta lập một cái đậu chàng ba niệm sáu chữ những người nào người ta tu sáu chữ thì vô đậu chàng ba còn những người nào niệm bốn chữ thì vô đậu chàng một đậu chàng hai nó cũng hay vậy tại vì những đức à, lúc trước có thu âm những điều niệm phật đầy đủ chứ Ví dụ như bốn chữ A Di Đà Phật có nè. Rồi uh, Nam Mô với Di Phật có. Rồi Ami Di Đà Phật cũng có, Nam Mô Ami Di Đà Phật cũng có luôn. Nghĩa là có những từ khóa tu hết hoàn toàn như Đức điều uh, có những từ khóa tu đó đầy đủ hết. Niệm Phật lễ Phật có hết. Nên từ nơi đó là chúng sanh người ta thường tu cái môn nào người ta quen hoặc là niệm bốn chữ quen, niệm sáu chữ quen. Nhưng người ta thích gì thế vị? Mọi người một nhân viên từ nơi đó mà mình làm sao mà cho phù hợp. Có những người nói ủa sao mà là sao thầy cũng cầm micro thì niệm luôn đi mà thầy bật máy không? À? Thực sự quý vị thì chiếc máy nó sẽ đều hơn. Sẽ ngày nào mình cũng vô tu nó rất là đều quý vị. Chiếc máy còn micro ví dụ như đứt cầm gì như đứt niệm đi, nó đâu có đơn giản đâu nó nó khó lắm á ví dụ như nó trực tiếp âm thanh nó cũng khó luôn, tại vì có những bữa thì tiếng mình trong, có những bữa thì tiếng của mình nó, nó bị khang tiếng thì sao, mà nó mệt lắm. Cầm micro nó sẽ hút hơi dữ lắm quý vị, nên có chiếc máy mình tu theo mình tu chung, miễn có những đứa tu chung được. Rồi. Chứ đâu phải những đứa bật máy mà chơi bị tu không đâu, hiểu <laughs> không? Nên nếu những đứa bật máy mà chơi bị tu không thì làm gì nó kỳ kỳ, mình không có tu còn vị tu thì được lợi ích đúng không nhưng mà bật máy lên nhưng mà tiếng những đức nhưng mà những đức tu chung với vị thấy rõ ràng tu chung thấy đâu có bỏ cuộc gì đâu quý vị 9 giờ 12 giờ khuya rồi đều lên tu hết vậy là được rồi còn nếu mà cầm cái cục micro như xíu này mà niệm niệm xong đánh cái cản không có dễ đâu khó lắm <laughs> rất là khó những đức làm được hết nhưng mà khó kiểu mà ngày năm thờ mà niệm cái đó chắc những đức Đi giảng sanh sớm <laughs> Đi giảng sanh sớm bỏi vì lợi cho ai <laughs> Nên từ nơi đó mà à, Thôi chúng ta Chưa giảng sanh sợ nó không giảng sanh Mà sợ nó nó, nó, nó đi luôn Tây Ninh trong cái chuyện giảng chơi đâu ừ. Nên mình bật cái máy là khỏe nhất Thêm cái nữa là Nó có tờ khóa rất là điều Nên những đức nói Cái thờ khóa tu bây giờ mà trên rum này quý vị thấy hay vì tập trung người tu hoặc mình mình tu hoặc là có ai lỡ tu chung ví dụ như chị em của cô Diệu minh đồ này kia tập trung tu thế chứ đó. nên từ nơi đó mà. cứ là ai lỡ tu được thì tu chung còn mấy mình mình tu. nhưng mà không phải mình mình đâu nghe vì tu quý vị cảm giác đi từ từ đi giống như mình xung quanh mình rất nhiều người tu chung cảm giác nó gì? tại vì những đức tu đây với quý vị mà ở ngoài là những đức có khi một mình nè, có đó, à, khi một mình một á, còn nhiều thời thì có một hai người chung, còn ngoài ra thường là một mình nhưng mà thấy cảm giác như mình tu không có lẽ loi, mà nó có cái lực gì đặc biệt gì nhớ là một mình mà tu có lực nhất á, lại vì câu vật hiệu niệm đừng có niệm qua cái tiếng của máy. Ừ. tại mình qua tiếng của máy là mình thành độc lập cá nhân nhưng mà mình niệm nhỏ hơn tiếng của máy là mình đang niệm theo đại chúng khi quý vị niệm theo đại chúng vị sẽ cảm giác có cái lực mà bị niệm rất khỏe à. niệm theo đại chúng niệm nhỏ hơn cái tiếng máy thì bị niệm rất khỏe tại khi bị niệm nhỏ hơn chiếc máy thì sẽ nghe có vật hiệu mà cái mà niệm miệng niệm tai nghe quan trọng tại cái lỗ tai mình là nó tiếp nhận cái bên ngoài nhiều nên khi miệng niệm mà lỗ tai mình nghe câu vật hiệu thì nó không có bị những cái vọng tâm nó khở lên được nên lúc tu xong một thời khỏe lắm vì nhớ là con người chúng ta mệt nhất là vọng tưởng vị. vọng tưởng là mệt nhất nên mình dùng câu vật hiệu mình niệm con người mình sẽ tích một nguồn năng lượng rất là cao thế vì để ý thì nếu ai ở trong đây nghe những câu nào mà có phước duy nhất là thời nào cũng lên tu rồi các cô sẽ thấy một thời gian thôi các cô sẽ thấy các cô trẻ hoàn toàn luôn à, tu một thời gian các cô rất là trẻ nếu như thời nào các cô cũng lên tu chứ mà mỗi ngày đâu lên tu vậy mà quanh năm có cơm ăn áo bặn đồ mà tu được gì bị là đại phước báo luôn không mà yên tâm đi cái công đức niệm phật này lớn cái lắm à, lúc trước khi chồng đi làm về đưa tiền nó còn bực bội nhưng mà bữa nay quý vị tu giết rồi đem về đưa trăm rắp <laughs> đưa vào khi còn cho thêm nữa chứ thấy tội nghiệp thấy vị tu tội nghiệp không giống gì chứ không quý vị ơi mình niệm phật mình lễ mình lễ phật nhất là lễ phật á lễ phật là thấy tội nghiệp lắm ừ. lễ phật thấy rất là tội nghiệp thường con người ta mà ai mà chịu cúi đầu mà mình cúi đầu tối ngày nên người ta thương vị nhớ kỹ cái điều người ta thương nhất là mình chịu thua người ta chịu thua người ta là người ta thương nhất luôn á Ví dụ như người ta người ta có hại mình hoài mà mình chịu thua người ta là người ta sẽ nghĩ hại mình. Mà không phải hàng đâu nghe mà người ta phục mình lắm á. Có nghĩa là mình biết sống Về cái, cái 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 giữ nội tâm an lạc của mình. Tại vì cái việc hơn thua đấu đá nó cũng làm cho mình bất an. Thắng thì cũng bất an mà thua cũng bất an, thấy không? Ngồi suy nghĩ đi, tất cả người mà ngồi ở đây mình cũng đã từng hơn thua đấu đá mình thấy. Mình thắng mình cũng bất an mà mình thua cũng bất an. Chỉ có cái hòa bình là bình an nhất Hòa bình, hòa hợp là bình an nhất Ví dụ như hồi đó những đứa ngoài đời những đứa thấy Có cái thằng này nó đi đâu nó cũng cầm theo cái cây nó dắt sau lưng <laughs> nó ủa sao mày đi đâu mày cũng cầm cái cây mà dắt sau lưng làm chi vậy Nó vì tao đi đâu tao cũng ưa đánh người ta nên tao sợ người ta đánh tao Nói, thấy chưa nó, Còn mình đi đâu mình cũng đâu có cầm cái gì theo Mình có chiếc xe mình chạy đi chơi thôi nó ủa sao mày đi mày không cầm cây thôi nó tao có đánh ai đâu cầm cây làm gì vì mình đâu có đánh ai đâu mà mình cầm cây mình chuẩn bị quý vị nên quý vị nhớ rằng là đã là đấu tranh thì mình sẽ thấy bất an nhớ không đấu tranh là mình sẽ thấy bất an nên cuộc sống con người mình mình học phật mình nhận thức để mà mình áp dụng con người phàm phu mà nó có thời gian để nó sửa đổi lỗi lầm nhớ đi đến đâu rồi quy tắc cho nó đúng đi đến đâu quy tắc đúng đối với pháp luật đàng hoàng Nghĩa là con người chúng ta chỉ cần vậy là mình thấy mình bình an Tại vì mình sống đúng Sống phù hợp Sống đàng hoàng thì mình sẽ có được cái bình an Còn nếu mà đi ngược lại là mình sẽ bị bắt an liền đó quý vị Đi ngược lại là bất an liền Nên mỗi một người mình á Mỗi ngày mà quý vị mà Được lên ngồi tu gì như Đức nói hay Những Đức nhìn những gương mặt thân quen là đặc biệt ghê Giờ nào cũng được tu nghe Công nhận đây là đại phước báo á, không có giỡn chứ ở đâu. Nó nhưng mà đa vằng mấy cái cô là phước báo lớn. Ừ. Thằng ông không biết đi đâu mất tiêu chưa? <laughs> thì thấy kỹ đấy rõ ràng vì thử cái lướt đi điện thoại đi. Vì nhìn có có mấy ông đâu. À, có mấy ông đâu. Mà có khi có những ông mà cũng không tu được luôn. Có mấy ông một cái ông mà cũng phải làm việc chứ không được tu luôn. Chỉ có mấy bà mới tu được. À, tù quá trời tu luôn, à. nên từ nơi đó những đức nói là nói phụ nữ khổ thiếu phước nhưng mà những đức thấy cái thờ này hình như phụ nữ đang có phước á, thấy phụ nữ tu ông thấy có phước rồi, à. vì coi cái đầu chàng có mấy ông đàn ông tu mấy đàn ông đi đâu mất tiêu chứ, chắc mấy ông đi làm việc này kia vậy, không nên mình giờ mình được tu là có phước chứ lắm nghe, cái đà đó chẳng đà tu luôn sẵn cái đào tu luôn con người mình ưa vọng tưởng lắm ví dụ như được tu vậy chứ đang giờ đang chưa có công việc làm chứ mai mốt có công việc làm chứ gói gọn không có tu nữa đâu sáng tối rồi thôi hoặc thờ thôi vọng tưởng rồi đó, thấy chưa đang mỗi ngày tu được yên không chịu tu đâu mà chờ công việc có công việc tôi sẽ đi làm tôi sẽ không tu đâu cái, cái, tâm đó nó sẽ đoạn cái nó đoạn duyên nó phải dẫn đâu mình được tu là mình mừng quá thì mừng chúng nó rồi mỗi ngày gì mừng quá rồi thấy không chứ đừng cứ nghĩ mai mốt có công việc tôi không tu thua rồi đó Nói thấy chưa nên được tu tu hoài cả đời còn ngon hơn thật sự mà nói nó có phước rồi thì nó không có đầu này thì có đầu kia nó bị nhớ con người mình tu phải tin nhân quả cái quả đến với mình thì mình cũng không cản được mà cái phước đến với mình mình cũng không cản được nhớ kỹ nghe quý vị nó quả phước là do tự tạo mà ra chứ ai thì cho mình đâu quả phước là tự tạo mà ra ai cho mình để nữa Kiếm mua một cái bàn thấp thấp để cái tivi nhưng đức để ý nhà đức nói chuyện đức nước cái gì khi mà quay phim mình thì bị biết rồi <laughs> hiểu không nó đã hương vị rồi còn hước lên á coi nó ổn thầy có tặc nguyên gì ông này có tặc nguyên gì đâu mà nói chuyện hước hước lên như này người chưa tại cái tivi nó cao mà bây giờ nói chuyện nhìn gì thì không được gì thì không được mà nhìn theo con người quý vị vì ngồi tuốt trên nó nhìn theo thì bây giờ quý vị nhìn như thế nhìn theo nó nói chuyện được chứ giờ chứ lại nhìn nhìn tuốt với đây như nói chuyện gì ta vừa nè gì vừa còn nếu như nói gì nè Thế chưa ngồi dưới nhìn lên trời nó khổ ghê có khi nó cũng muốn chèo cái hàm luôn đó quý vị không phải giỡn đâu <laughs> nên quý vị biết rằng là những đức nghĩ rằng là giữa những đức với vị duyên rất là dày buổi nào cũng tu nhưng mà nói chuyện nó nói nó có cái niềm vui vậy vị ơi ta lúc nào như đức nói chuyện nhìn quý vị mặt tươi rói à mặt cười cười mà rõ ràng quý vị cười cái miệng để luôn nghe chắc chắn là quý vị vui của nội tâm á, nên cười xong là cái miệng dính luôn à chứ không phải mà gọi là hoa nở dội tàn không <laughs> nhớ không cười mà tới cái mặt dính gì quay luôn là cái tâm mình nó đang an lạc quý vị tâm an lạc nên nó cười dính luôn á chứ nếu không mà cái tâm nó buồn mình cười xả dao là chào chị nên nó nó trở lại liền luôn nghĩa là đó là cái cái nội tâm nó không được vui còn này mình đang niệm phật niệm cái sự an lạc niệm cái bình an á nên quý vị có được sự an lạc của nội tâm nên khi mình mình nghe nói chuyện cái tự nhiên mình mình giống cái tâm mình nó nhẹ nhàng mỗi, mỗi buổi tu xong mình nghe nói chuyện là mình buông xuống nhiều thứ mỗi buổi mình buông xuống một chút buông xuống một chút buông xuống một chút buông thời gian bị nhẹ sờ ừ. vì nhớ nghe mình mà niệm phật á nghe cái tâm mình nó an lạc thời gian bị nhẹ sờ vì đi nhẹ dữ lắm vì biết con người nào mà buồn họ đi không nổi vì đi thì cái người mà buồn giận nặng nề họ đi chậm đi đi chậm dữ lắm ờ à, tại mình không để ý đó chứ cái người mà ít có buồn dặn hay để trong tâm họ đi rất là nhanh họ đi giống cái họ bước rất là thà, thông dông tự tại vì ta nói là đi thông giống tự tại á còn có những người mà khổ đau nội tâm nặng nề lo đi chậm đi rất là chậm nói đây nói người khỏe không nói người già nghe tại vì người già mà kêu đi nhanh thì đi không nổi <laughs> nên, nên, nên từ nơi đó mà người trẻ đó mình cái tâm mình nó an lạc nó thông dong tự tại vậy mà muốn được gì thì phải niệm phật mỗi ngày niệm niệm nghĩ về người sống làm sao mà cái tâm niệm nghĩ về người nhớ nè dùng cái miệng niệm phật bước khỏi đầu tràng tiếp tục niệm phật tu xong tiếp tục niệm phật còn nếu không thì cũng cái miệng cười vui cái miệng cười vui chị em chào nhau vui chúng ta tạm dừng cái miệng đi nói xấu người khác Yeah. Mình bắt tay vào việc này mình cố gắng. Không cái cái tạp khí mà mình nói người ta mình phái lắm quý vị. Mình ngồi mình chăm thọt người ta là mình mình nói ghê lắm. Mình tu một tiếng chứ mình mà dám chăm thọt người ta hai ba tiếng cũng được luôn á. nói ghê lắm. Mà nói xong rồi là nó nặng nề, nó mệt ghê lắm. Mà tổn duyên tổ phước nữa quý vị, hiểu chưa? Nên bây giờ mình quyết tâm đi, mình cố gắng đời này mình về cực lạc. Thì thôi mình đi Phật xong rồi mình cười thôi, mình vui thôi gánh đi vòng vòng niệm Phật thôi. Mình đừng có nói ai nữa chứ. Tại vì mình lo mình chưa xong nữa. Hiểu chưa? Nó, mình nói tin nhân quả là nó cũng đủ lắm rồi. Mình cố gắng á. Chứ quý vị biết rằng những đức khuyên quý vị phiên chứ mà buông ra. Mà chịu mà ngồi mà tám. Những đức cũng nói tám bậy lắm. Nói tám bậy, tám bậy vậy lắm. Mà đây là tạp khí vị ơi. Tạp khí ghê lắm Ừ. Chứ đừng có nói đàn ông không nhiều chuyện. Vì đàn ông cũng nhiều chuyện nữa đó. Chứ không phải là không nhiều chuyện đâu. Chứ mà đừng có chỉ nói đàn bà nhiều chuyện không Mà đàn ông cũng nhiều chuyện nữa đó quý vị Có những lúc cũng tám nữa lắm á Nên mình phải cố gắng dùng cái miệng niệm Phật Mà dùng cái miệng niệm Phật giết rồi Mình giảm Mình giảm từ từ rồi cái tạp khí mà Nhiều chuyện của nhiều đời nhiều kiếp nó không có quay lại với mình được Chứ không có chuyện giỡn đâu nó, Quý vị để ý nè Mình mà rảnh thử một số người mà rảnh này đi Ở nhà yên mới sợ Rảnh ở nhà không yên đâu bắt đầu là ở không là bắt đầu đi trang điểm nè ở không là đi mua sắm nè rồi bắt đầu đi kiếm bạn bè ngồi chơi nói chuyện nè nên những đứa nói cái phương pháp tu mà thời đại 4.0 này mà cái zoom này là hay mấy cái người mà ở nhà mà coi con coi nhà là đặc biệt cái vô tu đi tu viết khỏi cần trang điểm luôn à, tại vì mình tu viết rồi có người mình nó không còn trang điểm gì nhiều đâu mà tự nhiên nó trẻ nghe trẻ thiệt á vì thử để ý đi, vì tu thời gian bị an lạc đi Đừng có buồn giận hay để trong tâm đi Mà nó thật sự mà nói Người phụ nữ nên niệm Phật cho nhiều Vì cái tâm mà Cái tâm mà suy nghĩ những điều Mà buồn giận rồi giảm lại Mà khi cái tâm nó đã giảm điều đó rồi Là sắc diện bị sáng Có duyên luôn Có duyên tự nhiên, cái duyên nổi lên lạ kỳ à, Nhìn mình thấy mình hiền Thấy mình dễ thương Nên cố gắng mà niệm Phật đi Thì cái phước sanh lớn lắm Ha. thôi chúc quý vị an lạc nha ai di đào phật ai di đào phật ai dễ đào phật ai dễ đào phật chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc nha quý vị ai di đào phật